Hello, hello, xin chào mọi người đã đến với trên chuyên mục ngày hôm nay. Hôm nay về cái em Cetaphil của Mỹ nè mọi người. Đây là hàng Mỹ nhập khẩu nha. Và hiện tại bên em đang phân phối về cái hàng này, nhưng mà nhập về đợt này cũng khá là ít. Nên trong cái video này, đối với những chị em nào mà thích cái bộ Cetaphil, một cái combo như thế này, mua như thế này thì mọi người sẽ rất là tiện dụng về cho cả gia đình, hoặc là mình có thể mình mua về để làm quà tặng cho bất kỳ những người yêu thương của mình, hoặc là cho bản thân mình cũng được luôn nha. Một cái combo như thế này thì giá cũng rất là bình dân, cũng rất là hợp lý, cũng như là cái mức giá này thì nó rẻ hơn so với những chị em nào mua cái cây lẻ thì nó sẽ đắt hơn, và mọi người mua một cái combo này thì nó rẻ hơn rất là nhiều đó. Thì ngay ngày hôm nay giới thiệu ngay và luôn cho mọi người biết về cái bộ sản phẩm Cetaphil này. Đây là một cái nhãn hàng rất là nổi tiếng, được các bệnh viện da liễu khuyên dùng và kê đơn khi mà mấy chị sử dụng những cái dòng sản phẩm kem dưỡng, hoặc là kem dưỡng, hoặc là đang bị kích ứng da, thì người ta cũng khuyên mấy chị nên sử dụng kem này để giảm đi những tình trạng kích ứng, cũng như là sẽ giúp cho da của chúng ta có một làn da khỏe đẹp, không bị bào mòn bởi những cái hóa chất nha. Dòng sản phẩm này em sẽ đi sâu hơn, và là em sẽ giới thiệu về cái dòng sản phẩm Cetaphil sơ sơ về cái công dụng, cũng như là về cái thành phần của nó có những cái điểm gì khác biệt so với những dòng sản phẩm Cetaphil hoặc là những cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt khác trên thị trường. Cũng có rất là nhiều chị em hỏi em là em ơi, tại sao cái Cetaphil của em lại bán đắt hơn so với những Cetaphil tại hiệu thuốc? Bởi vì sao? Bởi vì Cetaphil tại hiệu thuốc thì người ta sẽ là hàng công ty, còn bên em là hàng sách tay, nên cái hai mức giá giữa công ty và sách tay nó sẽ khác nhau, cũng như là nhiều lúc mấy chị mua hàng sách tay thì mấy chị sẽ sử dụng nó đúng cái hàng của ở bên nước ngoài về, còn hàng công ty thì nhiều lúc là người ta sẽ phân phối và sản xuất ở tại một cái đất nước, một cái quốc gia đó đó. Thì em sẽ phân biệt được là cho mọi người là cái hàng công ty và cái hàng sách tay, hàng nước ngoài nó như vậy. Hôm nay thì cái bộ sản phẩm này là Cetaphil, thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ chứa những cái xà phòng không chứa những cái hương liệu, nó tránh được những tình trạng khô da và kích ứng ở da rất là tốt. Cái độ pH của nó cực kỳ chuẩn, nó là 6.3 và tương đương với cái độ pH của da. Cetaphil làm giúp loại bỏ đi những nhẹ nhàng những cái bụi bẩn lớp trang điểm và không gây ảnh hưởng đến làn da của bạn. Dòng sản phẩm này có chứa các loại cồn béo như là prolin, glyco và ceriacon, và nhờ đó nó là một cái sản phẩm giúp cho có tác dụng làm sạch, dịu nhẹ, làm cho da duy trì độ ẩm. Dòng sản phẩm này á, ba chai như này này, và cái dung tích của nó thì chất là nó bự lắm nha mọi người. Mấy hôm thì em bán một cái chai bự như này thì cũng đã mấy trăm ngàn rồi, mấy trăm ngàn, 300 mấy rồi, mà hôm nay một combo mà ba chai thùng lùn như này thực sự là cũng rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên luôn. Nên nó em cũng nhập về số lượng cũng khá là nhiều, nhưng mà em nghĩ chắc cũng không đủ để mà phân phối cho tất cả các chị em của mình để mà sử dụng cái bộ sản phẩm này nó tiện lợi như này đâu. Đó, cái phiên bản này là phiên bản mới, mọi người nhìn cái nắp của nó đi, nó cũng là một cái màu xanh rất là nhạt so với những cái màu xanh khác. Lúc trước mình nhập về thì màu xanh của nó là màu xanh đậm, nhưng mà cái hiện tại cái phiên bản mới của nó là cái phiên bản màu nhạt như thế này. Đó, cái chai này là 118ml nè. Cái chai này là 591ml nè. Còn cái chai này cũng 591ml, tức có nghĩa là một cái combo như này, hai chai lớn này được tặng một cái chai nhỏ này, mà mức giá bên em đang được phân phối thực sự rất là rẻ và rất là bất ngờ cho những ai trước giờ sử dụng Cetaphil. Thực sự cái khi mà em nhập về cái hàng này, giá của nó cũng làm cho em nhiều lúc là cũng rất là bất ngờ, và cũng kiểu như là rất là ngạc nhiên, là không hiểu là tại sao có một cái chương trình ưu đãi khuyến mãi rất là lớn của Cetaphil đó. Và em đã cập nhật được về số lượng hàng, cũng nói chung là cũng có giới hạn, nên những ai đang xem cái video của em muốn mua dòng sản phẩm Cetaphil thì liên hệ sớm nhất cho em để được đặt hàng, để được nhận được một cái chương trình ưu đãi của Cetaphil giá rất là hấp dẫn và cực kỳ thú như thế này. Liên hệ sớm cho em, và kể cả những làn da nhạy cảm da dầu, da khô, da mụn, hoặc là những trẻ em cũng đều có thể sử dụng kem Cetaphil này một cách rất là hiệu quả, mà không sợ những tình trạng kích ứng bong da, tróc da, hay là những tình trạng là khô da, hoặc là những tình trạng kích ứng ở trên da xuất hiện, không hề có. Và có một cái bí quyết như thế này, đối với những chị em nào mà bị kiểu như lột da tay, da chân, hoặc là những cái tình trạng kích ứng ở da của chúng ta xảy ra, chúng ta đừng quá lo lắng, chúng ta hãy sử dụng em sữa rửa mặt
Cetaphil này để mà mình tắm lên những cái vùng da mà mình đang bị kích ứng, thì đó là một cái sự cái đó là một cái kinh nghiệm rất là nhỏ để mà giảm kích ứng da nha mọi người. Cái em Cetaphil này luôn là sự lựa chọn mỗi ngày của em. Và mọi người ơi, muốn mua dòng sản phẩm Cetaphil liên hệ cho em qua Facebook là Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái face trên cái Zalo em là 0356 605677 hoặc là 0773339279 để được đặt hàng. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn ủng hộ, tin tưởng, đồng hành cùng với những đánh giá cực kỳ cao về chất lượng sản phẩm bên em. Cảm ơn sự tin tưởng của mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, bình yên và thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này nha. Bye bye mọi người.